khi mình chia sẻ với các anh chị, chắc chắn các anh chị sẽ nói rằng là ô, cái này biết rồi. Mình muốn các anh chị hôm nay như tờ giấy trắng. Bản thân mình, các anh chị, khi mình đi học bất cứ cái gì cũng vậy, mình luôn luôn với tư thế là một người học trò. À, và mình học như tờ giấy trắng, các anh chị. Mặc dù cái điều đó mình đã nghe rồi, nhưng mà mình nghe rồi á, mình không có thực hiện thì coi như mình cũng không có, các anh chị. Và cái tư duy tôi biết rồi nó nguy hiểm lắm. Nó kềm hãm mình lại, các anh chị. Kềm hãm mình lại, nó không cho mình phát triển. Bởi vì các anh chị thấy rằng là khi mình nghe một cái điều gì đó, mình học, mình mới biết thôi, chứ mình chưa hiểu, các anh chị. Giữa biết và hiểu là hai chuyện nó khác nhau. Khi mình biết là mình mới có biết về cái khái niệm đó thôi, nhưng mình chưa có vận hành trong con người mình. Vì vậy cho nên mình chưa có trải nghiệm gì cả, cho nên mình cũng không thể nào mà mình hiểu được. Trừ khi mình trải nghiệm, mình hiểu, thì khi đó là mình mới rơi vô cái trạng thái là biết và hiểu, các anh chị ha. Thế cho nên mình mong muốn với các anh chị hãy xem như là đây là mình tờ giấy trắng. Và khi mình chia sẻ với các anh chị tất cả điều này thì mình cũng đang hóa thân mình là một tờ giấy trắng, để một lần nữa mình cho phép mình được học những cái điều này. Và tất cả kiến thức là của nhân loại. Vì vậy cho nên là tại sao mình không học, các anh chị? Người ta nói là học, học nữa, học mãi, cho tới khi mình lìa khỏi đời, các anh chị. Thì cái tư duy của mình hãy luôn luôn học hỏi. Bởi vì bất kỳ một lứa tuổi nào, các anh chị nhé, bất kỳ một lứa tuổi nào cũng cần phải học. Xung quanh cái môi trường sống của mình có rất nhiều người giỏi. Thậm chí mình nói với các anh chị, có một cái thời gian mình nói với các anh chị, ngay cả những cái kiến thức, ngay cả những cái kỹ năng, ngay cả những cái kỹ thuật nhỏ mà con mình nó biết mà mình không biết, là mình thấy là mình kém rồi, các anh chị. Mình phải đi học con mình. Ngay cả những cái người học trò của mình đó, có những cái thứ mà mình không biết, ví dụ như là những cái công nghệ trên cái điện thoại mình không biết. Mình hỏi em cái này là gì. Tức là mình luôn luôn mình sẵn sàng, mình đón nhận những cái kiến thức đó. Cuộc đời mình đi qua, cuộc đời mình đó, rất nhiều người giỏi, người ta chia sẻ cho mình những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm gì đó, thì hãy mở lòng để học nó, các anh chị. Học miễn phí mà. À, bởi vì người ta có những cái thứ đó, người ta đã trải nghiệm qua những năm tháng cái cuộc đời của người ta rồi, người ta chia sẻ cho mình, thì mình nên học cái thứ đó. Khi mình đã có một cái tư duy là không ngừng học hỏi đó, các anh chị, cái tôi mình sẽ hạ xuống và mình đi tìm xung quanh mình coi có ai dạy mình một điều gì đó không để mình học. Cho nên cái điều số 1 mình nghĩ là nó vô cùng quan trọng. Chính vì mình trong suốt 5 năm qua, các anh chị, mình thuần thục cái điều số 1 này, mình không ngừng học hỏi, các anh chị. Mình lên trên mạng, mình học từ sách vở, mình học từ những người đi trước, học liên tục, học ở mọi địa hình luôn. Cho nên mình mới có được những cái kiến thức như ngày hôm nay. Vì vậy cho nên là những anh em bạn trẻ mình, khi mình đang trong cái giai đoạn mình chưa có được một sự thành công nhất định, thì đây là cơ hội để mình bứt phá, mình học. Đừng bao giờ nói rằng là cái này tôi biết rồi, các anh chị. Nếu như cái điều ngày hôm nay, điều số 1 mình nói với các anh chị là không ngừng học hỏi, thì rõ ràng là cái thời mà đi học của các anh chị đã học cái câu này rồi. Đã từng học cái câu là học, học nữa, học mãi. Đã từng rồi. Nhưng cứ hãy lưu lại một lần nữa đi. Có những chuyện các anh chị nghe lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, lần 5, nhưng mà lần thứ 6 tự nhiên khi mình nghe thì mình mới ngộ ra, à cái điều này là đúng. Điều số 1 vô cùng quan trọng, đó là mình không ngừng học hỏi. Ai cũng sẽ giỏi hơn mình một điều gì đó. Đừng để họ cất bước ra đi mà mình chưa học họ một điều gì.